dặn em cho mình kết lời hẹn bước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương. Em xa đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lặng buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Ôi em về đâu, vui lắm mối duyên đầu. Còn đâu tuổi xuân mình đang chung, nay em về đâu. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đầu nằm model là Sharp CS1, màu trắng cực kỳ đẹp đúng không? Dàn này rất tiếc CD bị lỗi, nhưng mà CD này các em có thể mang thợ thay mắt được nha. Hàng vừa về em không có thời gian đâu, nên em bán lỗi CD luôn. Chiếc này MD hoạt động ok, thì nãy giờ mình đang nghe nhạc qua đĩa MD. Đĩa MD là đĩa của Nhật, mình có thể chép nhạc vào, xóa nhạc thoải mái, có tuổi thọ lên tới vài chục năm. Các anh thích những bài hát nào, của ca sĩ nào, hoặc là nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen theo thể loại nào, thì các anh cứ yêu cầu, bên em sẽ chép theo đúng ý thích của các anh. Lò quá đẹp, chép là chép lơm, chép lợm, chép là chép đơm nè, bát là bát lợm màu trắng như vậy. Cái bát là 12 cm, chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang cả bộ vàng là 68 cm. Bộ vàng to gấp đôi so với bộ vàng bình thường, chiều ngang do đầu nằm nên chiều ngang rất là to. Hình thức đẹp, trưng bày ok, sử dụng tốt cho phòng 20m². Nãy giờ thì mình nghe đầu lý tết qua đĩa mà đi nhạc vàng, thì bây giờ mình sẽ nghe kết nối qua điện thoại là nhạc trẻ remix. Dàn này FM là 108 bắc full Đài Việt Nam nha. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Dàn này thì hình thức rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn, trưng bày là khỏi chê. Lưu ý giúp em nha, điện 100V thôi, chép là chép đơm, bát là 12 cm, bát lõm. Bây giờ mình sẽ nghe qua điện thoại thì mình nhắn chữ AUX. Hồi nãy mình nghe mà đi, mình nhắn mà ly đi lay chỗ này nè. Còn nếu mà mình nghe qua điện thoại thì có chữ AUX chỗ này, mình nhắn nha. Ở trên đèn này nó chuyển qua chữ AUX nè. Thì bây giờ em sẽ mở điện thoại lên. Của lo là 80 quá, trên cặp lo bát là 12 cm, trợ kháng là 6 ohm, 80 quá trên cặp lo, công suất của amply là 50W CX1, FM là 108 bắc full Đài Việt Nam, có ghi tần số FM trên này luôn. Đây là nơi cắm anten AM FM nha, đây là nổ AUX để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây là tổng thể mặt sau của bộ dàn. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì gọi điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931 008 099 để bên em ship hàng cho anh.
Bên em ship hàng toàn quốc, nhận hàng tặng nhà, tại nhà qua bưu điện. Các anh nào mua ship CD thì vui lòng cọc trước giúp em nha.